Xin được mến chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm được những dòng vàng bài Sansui đến từ thương hiệu của Nhật. Model là DA1S với một cái phiên bản là cao cấp đời 2018. Với phiên bản này thì là phiên bản đời cao có hỗ trợ các bác chơi sự kiện các bác nhé, chơi sự kiện. Hàng về rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Đây, các bác cùng nhìn qua mặt phay các bác nhé, mặt phay nhìn rất là sang. Đó, với dòng này là hệ số các bác có thể chỉnh tay hoặc là chỉnh máy tính các bác nhé. Với những dòng Sansui thì bên em có từ dòng E60, E80, E90, DA1 và DA1S. Tất cả những cái dòng Sansui bên em đã làm. Các bác nhìn qua một chút, nếu mà các bác hay chơi thì sẽ nhìn khá giống như dòng vàng X5. Nhưng với dòng này lại có thêm một con chip giải mã độc quyền của Sansui. Chất âm đẳng cấp ở cái phần đó các bác nhé. Em sẽ điểm qua một chút, lát thì em sẽ chi tiết hơn. Đấy, các bác cùng nhìn nhé. Rất là đẹp, tất cả là phay nhé. Đó, tất cả là phay. Ví dụ như là lắp tai vào thì nó sẽ có hai cái tai hai bên như thế này. Các bác cũng có thể tháo rời. DA1S Sansui nhìn sang và đẹp các bác nhé. Về chất âm thì không phải bàn rồi. Các bác nào mà yêu quý kênh YouTube Micro Audio thì chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều các cái video từ bộ karaoke cũng như là những lần hàng về số lượng ít hay nhiều, bên em có đăng tải rất là cụ thể. Thực sự là với những dòng vang chơi một lần là nhớ dài lâu các bác ạ, về cái độ bền cũng như là về cái chất lượng. Với những dòng Sansui thì từ những cái model thấp cho đến những model cao có một cái đặc trưng riêng của dòng Sansui, đó là về cái chất âm rất là sạch. Đó, nghe giải tép, giải lời nó lên rất là mịn các bác nhé. Và chỉnh tay hoặc là chỉnh máy tính cũng rất là đơn giản. Đó là cái đặc thù của những cái dòng Sansui. Với dòng này thì sẽ có 3 mic trước các bác nhé. Đấy, 3 mic trước và đằng sau sẽ không có các bác nhé. Các bác lưu ý chỉ có 3 mic trước thôi. Đó, đằng sau sẽ không có. Ở đây thì toàn tính là tiếng Nhật các bác này. Đó, muốn dịch được cái này thì phải lên Google thì mới ra được. Đó, họ viết cái gì. Đó. Về mặt đằng sau thì vào thì sẽ sử dụng AV các bác nhé. Với bản này thì không sử dụng cổng quang vì đã có con chip giải mã rồi. Cho nên là người ta chỉ dùng với AV thôi. Và với các cái cổng đầu ra bằng canon thì sẽ có red wire này. Center này, sub này, surround này, đó, để các bác có thể chơi effect rời các bác nhé. Và có thêm một cái cổng red để các bác có thể ghi âm. Và đây là mã series các bác nhé, Sansui DA1, mã chủ chiếc này là 0448. Dòng điện 220 và với 10W thì nguồn điện ăn rất là thấp. Ở đây sẽ có quạt làm mát các bác nhé, quạt làm mát. Và đi vào bên trong một chút thì các bác sẽ nhìn thấy những cái chiếc áp này. Đó, những cái chiếc áp này rất là hiếm các bác nhé. Với những chiếc áp này, đó, đều là chiếc áp kiểu 8 chân các bác nhé. Đó. Và đây nguồn sẽ sử dụng đó là một nguồn biến thế và một nguồn xuyến các bác nhé. Đó. Ở đây sẽ là bo xử lý tín hiệu điện trước khi đi vào bo mạch. Ở đây thì quan trọng nhất là con chip này các bác nhé, con chip này với cái main con chip này xử lý tất cả về echo, revert, tiếng. Và đây là một cái phần đó là mạch chống hú các bác nhé, mạch chống hú díu dít của vang. Đó, rất là đẹp các bác nhé. Ở đây để ý các bác sẽ nhìn thấy con chip giải mã đó AKM. Với cái thông số chip giải mã này là đời cao nhất các bác nhé. Với những dòng X5 cũng khá giống như vậy, nhưng mà cái con chip đó sẽ là bản thấp. Đó, bản thấp các bác nhé. Những dòng đời đầu thì lúc nào nó cũng là bản thấp. Đời là đời 2018 lên bản cao nhất rồi các bác nhé. Với cái model Sansui DA1S này thì sẽ có một cái bản nữa là bản 2012. Sẽ là cái con chip giải mã sẽ là đời thấp các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý. Với đời 2018 là cái đời cao nhất rồi. Máy đẹp không các bác? Với những dòng này bên em bảo hành 6 tháng nhé, bao zin nhé, tất cả nguyên bản bao zin nhé các bác nhé. Em sẽ quay từng máy một cho các bác cùng xem. Đẹp, nguyên bản.
bao đẹp, bao zin, bao chất lượng các bác nhé. Đây các bác nhìn này, chiếc nào cũng sáng loáng luôn nha. À, sử dụng rất là ít. Nếu mà một chiếc vang sử dụng nhiều, các bác để ý cái bụi ở đây này, à, nó sẽ hút vào này, khi sử dụng nhiều lâu này, nó sẽ bay vào đây thì nó sẽ đen cái phần bông ở đây. Nhưng mà đây sử dụng rất là ít các bác nhé, dường như là không có bụi luôn. À, bên em với cái dòng vàng tháo ra lau chùi bên ngoài thôi, vì những cái chiếc này rất là đẹp. Các bác nào mà đã quan tâm đến kênh của bên em thì chắc chắn đã gặp rất là nhiều video đó, các bác cũng có thể xem lại với những cái bản test từ karaoke cho đến với những phiên bản với những cái bản cài để làm sự kiện đó, rất là đẹp. Đó, các bác cũng có thể đeo tai nghe để cảm nhận về cái chất nhạc nha các bác nhá, chất nhạc nha. Đó, sáng sạch cũng như là chi tiết rõ nét. Các bác càng cho lên to thì cái độ nét nó càng rõ hơn và nó không bị nhiễu các bác nhá, không bị nhiễu nhá. Với một cái phiên bản rất là hiếm như vậy thì các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ nhanh với bên em qua số hotline 0977434361. Giá của một chiếc vang này là 3.500.000 các bác nhé, là đã có hỗ trợ phí ship dây dắt đó các bác nhé, bảo hành 6 tháng đó. Lỗi trong vòng tháng đầu thì bên em sẽ hỗ trợ đổi một các bác nhé, nếu mà còn hàng, hoặc là hỗ trợ đổi sang dòng vang khác. Ok chưa ạ? Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được mến chào các bác.